Các bạn đang nghe truyện trò chơi cùng các tiên tử trên kênh TV Audio CV. Chương 94, Tiên tử thần bí, 2 Lý Mộc Dương sau khi vào lại lưu trữ, đã dùng những từ ngữ khác nhau nhưng vẫn bị vị tiên tử thần bí kia giết chết 6 lần, từ đó Lý Mộc Dương phát hiện ra một điều. Tiên tử thần bí này dường như mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn với câu nói, Thành Lạc Dương, ngay khi nghe Lý Mộc Dương nói đến Thành Lạc Dương, nàng ta lập tức giết người không biết tại sao thành lạc dương lại chọc đến nàng ta sau đó lý mộc dương cố gắng không nhắc tới ba chữ thành lạc dương chỉ nói rằng hắn đến thành này để xoa dịu những oán hồn lần này thái độ của vị tiên tử thần bí đã cải thiện rất nhiều nàng ta không có kiểu một chiêu liền giết người nữa nhưng nàng vẫn không hề hoan nghênh lý mộc dương tiên tử thần bí ta đã áp chế hết ác linh trong thành không cần ngươi phải trợ giúp khi giọng nói vừa rơi xuống Nàng tiên trong sương mù nhẹ nhàng vẫy vẫy tay chàng trai ở trên đường nhẹ nhàng ngã xuống một luồng khói xanh từ trên người chàng trai bay ra không có cách nào khống chế bay về phía xa ngươi đã bị trục xuất khỏi thành lạc dương trò chơi đã thất bại thắng bại là chuyện thường tình trong chiến đấu vui lòng thử lại long thần tiên tử lợi hại phết có thể trực tiếp giết người mà không cần bước vào giai đoạn chiến đấu lý mộc dương vào lại lưu trữ lần nữa sau khi nhìn thấy tiên tử thần bí xuất hiện hắn không còn lựa chọn nói nhảm nữa mà trực tiếp bỏ chạy may mắn thay lựa chọn này có vẻ là lựa chọn đúng đắn bóng dáng nam hoa lão tiên bước một bước trên đường phố rồi biến mất cách đó trăm thước cảnh trò chơi ngay lập tức được chuyển đổi dựa vào kỹ năng xúc địa thành thốn này nam hoa lão tiên đã dễ dàng thoát khỏi vị tiên tử thần bí kia ngồi ở quán trà phía trước là ba huynh đệ lưu quan và trương thật không biết ba huynh đệ chúng ta làm việc vất vả như vậy để làm cái gì, có kiếm được cái gì đâu. Trương Phi, vai rộng eo hẹp, vẻ ngoài hung dữ, đang uống trà và phàn nàn với đại ca của mình. Lý Mộc Dương có chút kinh ngạc. Tại sao ba huynh đệ này lại ngồi đây suốt vậy, ngay cả giọng nói cũng không hề thay đổi. Trò chơi này có cần phải thô thiển như vậy không? Nhân vật chỉ dừng lại ở một nơi cố định, Lý Mộc Dương trực tiếp vượt qua ba huynh đệ Lưu, Quang, Trương không hề khiêu chiến Quán khí giữa ba huynh đệ này gần như đã đông cứng lại Thậm chí còn đáng sợ hơn Đại tướng quân Hà Tiến Lý Mộc Dương không muốn lãng phí Thời gian lưu trữ Hắn đi ngang qua ba huynh đệ lưu Quang, Trương và đến trước cửa một phủ đệ Tìm thấy Nhan Lương Và Văn Sử Đang đứng trước cửa phủ Bạch mã Đảm bảo hắn có đi mà không có về Không biết tại sao hai huynh đệ lại nói câu thoại này những lời này có liên quan gì đến bọn họ à, nhưng mà đâu có quan trọng. Lý Mộc Dương khống chế nam hoa lão tiên đi lên khiêu chiến, thành công đánh bại hai huynh đệ Nhan Lương và Văn Sử. Cùng lúc với việc cấp độ tăng lên, Lý Mộc Dương thu được hai quả cầu quán linh. Nhưng sau khi đánh bại Nhan Lương và Văn Sử, bóng dáng của tiên tử thần bí đã lặng lẽ xuất hiện. Tiên tử thần bí, ngươi là người phương nào? Tại sao lại tàn phá bừa bãi ở trong thành? nhìn thấy tiên tử thần bí xuất hiện, Lý Mộc Dương lại quay người bỏ chạy, hoàn toàn không muốn nói nhảm cùng với nữ nhân điên này. 20, 30 lần thất bại trước đó đã chứng minh hắn không thể thương lượng với Long thần tiên tử được. Có lẽ việc bị tiên tử thần bí này đuổi giết cũng là một phần nội dung của trò chơi. Lý Mộc Dương phải tránh sự truy đuổi của nàng trong khi thu thập những quả cầu quán linh trong thành. Sau khi điều khiển nam hoa lão tiên trốn thoát khỏi tiên tử thần bí, Lý Mộc Dương tìm thấy, động trác, đang uống rượu trong thanh lâu trong đám đông động trác vạm vỡ mặc áo giáp uy vũ trông rất oai phong ta là thái sư của đại hán chuyện thiên hạ đều do ta quyết ai dám trái ý ta trò chơi này các chi tiết quả thực quá cẩu thả mỗi nhân vật chỉ có một hoặc hai câu hầu hết đều rất rập khuôn động trác chính là một thái sư khốn kiếp không chần chừ lý mộc dương bước tới lựa chọn khiêu chiến sau khi đánh bại động thái sư Tiên tử thần bí đã xuất hiện đúng như mong đợi. Tiên tử thần bí, ngươi là người phương nào? Tuy nhiên, lần này còn chưa kịp nói xong, Lý Mục Dương đã sử dụng kỹ năng xuất địa thành thốn, trong nháy mắt biến mất tâm. Hắn sợ nếu ở bên cạnh nàng ta quá lâu sẽ bị lòng bàn tay của nàng ta đánh chết. Bằng cách này, trong khi tìm kiếm những đối thủ có sức mạnh tương đương để thách đấu ở trong thành, hắn sẽ tránh được sự truy đuổi của tiên tử thần bí. Vài lần vì chạy chậm nên hắn bị tiên tử thần bí giết chết chỉ bằng một đòn. Nhưng bởi vì đã lưu trữ, cho dù chết thảm, Lý Mộc Dương cũng có thể lập tức quay lại, tiếp tục quá trình trò chơi. Cuối cùng, dưới sự truy đuổi không mệt mỏi của tiên tử thần bí, Lý Mộc Dương đã thăng cấp lên level 79, trong túi đeo có 69 quả cầu quán linh. Cấp độ của nhân vật càng cao thì số quả cầu càng nhiều. Lúc này, chiếc ba lô đựng những quả cầu tỏa sáng rực rỡ, trông rất gọn gàng vừa mắt, đây là một niềm vui đối với những bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Lý Mộc Dương có chút buồn ngủ ngáp một cái, cảm thấy hốc mắt sưng lên. Hắn tạm thời tắt hệ thống trò chơi và nhìn bầu trời bên ngoài. Hay lắm, bên ngoài trời đã gần sáng rồi. Có vẻ hắn đã vô tình chơi suốt đêm, Lý Mộc Dương dụi mắt, xuống giường, duỗi người. Rõ ràng các chi tiết của trò chơi tam quốc này rất thô thiển, chế độ chiến đấu cũng rất đơn giản, nhưng không hiểu sao, nó lại có vẻ vượt trội một cách khó hiểu. Nguyên nhân chính là phương pháp thăng cấp quá đơn giản và dễ dàng, độ khó khi đánh bại quái vật không cao, quà tặng phản hồi thì đầy đủ. Nhìn cấp độ tăng lên, hắn có cảm giác vui sướng không thể giải thích được. Hơn nữa, khi hoàn thành các trò chơi do hệ thống cung cấp còn có phần thưởng càng thú vị hơn. Lý Mộc Dương đứng dậy, múc một chậu nước lạnh, xoa mặt một cái rồi lại tiếp tục nằm xuống giường. Hắn đã ở level 79 rồi. Vậy nên vượt ải thành công chắc sẽ không còn xa nữa đâu nhỉ, Lý Mộc Dương dự định sẽ tạo mưa cho linh điền sau khi vượt ải xong. Mặc dù hắn đã có một đêm thức trắng nhưng hiện tại trạng thái tinh thần của hắn khá tốt. Dù sao bây giờ hắn đã là tu sĩ luyện khí cảnh tầng thứ 7, sẽ sớm đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 8. Tu sĩ luyện khí cảnh có thân xác đã được tôi luyện 7 lần, đã mạnh hơn người phàm rất nhiều. Lý Mộc Dương cảm thấy mình có thể không ngủ 3 ngày 3 đêm mà vẫn tràn đầy năng lượng. Mặc dù nghỉ ngơi không đủ sẽ khiến tinh khí hao tổn, ở một mức độ nhất định sẽ cản trở việc tu luyện. Những tu sĩ cấp thấp vẫn luôn ngủ sớm, dậy sớm để cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất, giúp cho việc hấp thụ và sử dụng linh khí trong linh thực được tối đa. Nhưng Lý Mộc Dương có đủ linh thực thượng phẩm nên chẳng bao giờ phải lo điều này cả. Hắn nhắm mắt lại và bước vào thành Lạc Dương trong trò chơi một lần nữa. Lúc này hắn ở level 79, được coi là rất mạnh mẽ ở trong thành chẳng có mấy nhân vật mạnh hơn hắn. Mặc dù vẫn không thể đánh bại ba huynh đệ Lưu, Quang, Trương, nhưng mấy nhân vật tuyến 2 tuyến 3 thì không thành vấn đề. Hắn điều khiển nam hoa lão tiên đi dạo một vòng quanh thành, tìm được một mục tiêu khiêu chiến thích hợp khác. Bạch mã tướng quân với thanh máu có tên, công tôn toản, đang nghênh ngang đi khắp thành, Lý một Dương trực tiếp bước tới, chuẩn bị khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, tầm nhìn của hắn đột nhiên chấn động, thanh niên ở trên đường loạn choạng suýt ngã xuống. Cùng lúc đó, một màn sương trắng đột nhiên tràn ra toàn bộ thành Lạc Dương. Sương mù này vô tận, ngay lập tức nhấn chìm toàn bộ thành Lạc Dương trong làn sương mù mờ ảo. Nam hoa lão tiên, không ổn, quán linh trong thành sắp mất khống chế rồi. Vừa nói, người thanh niên vừa lo lắng nhìn về phía hoàng cung xa xa. Nam hoa lão tiên, đã muộn rồi. Tuy rằng quả cầu quán linh còn chưa đủ, nhưng bây giờ chúng ta phải vào cung để xoa dịu quán linh chàng trai dựa vào tường đứng dậy, ổn định cơ thể. Lý Mộc Dương đành phải buông bạch mã tướng quân công tôn toản, điều khiển nam hoa lão tiên, sử dụng kỹ năng xúc địa thành thốn, lao về phía hoàng cung. Cảnh trò chơi trong sương mù không ngừng đổi mới, Lý Mộc Dương rất nhanh đã đi tới hoàng cung cao lớn uy nghiêm. Tuy nhiên, dưới chân những bức tường cao chót vót trong hoàng cung, không hề có lính canh gác. Sương mù bên trong hoàng thành thậm chí còn dày hơn bên ngoài hoàng thành gấp mấy lần. Lý Mộc Dương sử dụng kỹ năng xúc địa thành thốn, đã sáng mấy lần trong hoàn thành, cuối cùng đi tới một đại điện nguy nga. Đại điện này bị cuốn vào một cổ quán khí đỏ như máu, quán khí gần như ngưng tụ thành thực thể, nhìn vô cùng ghê rợn. Lý Mộc Dương bước vào chính điện, nhìn thấy vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng, mặt hoàng bào màu đen, cổ đang bị một con quái vật lạ bóp sống. Mặt đất dưới chân quái vật nứt ra, những bóng ma tà ác được bao phủ trong sương máu không ngừng tràn ra từ mặt đất tiên tử thần bí đã phong tỏa đại điện sử dụng một kết giới vô hình cố gắng trấn áp và ngăn chặn quán linh xông ra tuy nhiên ngày càng có nhiều linh hồn tà ác tràn vào gần như bao phủ toàn bộ kết giới mà nàng mở ra tiên tử thần bí ngươi đang làm gì ở đây trong giọng nói của nàng ấy có chút ngạc nhiên lý một dương không có giải thích mà trực tiếp điều khiển nam hoa lão tiên đi về phía đám ác quỷ ở trước mặt chỉ nhìn thấy chàng trai trẻ ở trong chính điện đang đi về phía đám ác quỷ dày đặc trên tay tỏa ra ánh sáng những quả cầu oán linh thu thập được trước đó biến thành ánh sáng và lần lượt rơi vào giữa những con ác quỷ những ác quỷ bị ánh sáng quét qua quán khí sẽ nhanh chóng biến mất vẻ mặt của chúng sẽ dần dần trở nên trong sáng và tỉnh táo hơn tiên tử thần bí có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này tiên tử thần bí ngươi làm sao làm được nàng rất ngạc nhiên trước thủ đoạn của lý mục dương tuy nhiên số lượng oán linh quá nhiều ác quỷ không ngừng chui ra từ vết nứt trên mặt đất sau khi tất cả những quả cầu oán linh trong tay lý một dương bị tiêu hao hết ác quỷ chui ra từ vết nứt trên mặt đất ngày càng nhiều tiên tử thần bí thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng này tiên tử thần bí hóa ra ngươi đến đây để giúp ta thật đáng tiếc dây tiếp theo kết giới do tiên tử thần bí chống đỡ đã bị vỡ tan vô số ác quỷ dữ tợn từ kết giới tràn ra nhấn chìm hai người trong đại điện vạn quỷ trốn thoát trăm họ lầm than ngươi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thất bại ngươi có muốn tiếp tục trò chơi không có không nhìn giao diện trò chơi thất bại lý mộc dương gãi đầu nếu không thu thập đủ quả cầu oán linh thì sẽ không thể chiến thắng cấp độ cuối cùng có đúng không nếu đã như vậy thì phải bắt đầu lại từ đầu rồi rốt cuộc sau một khoảng thời gian nhất định trò chơi này sẽ buộc phải bước vào chương cuối cùng nơi tất cả các quán linh sẽ được giải phóng nhưng vì không quen với bản đồ nên hắn đã mất quá nhiều thời gian để đi lại và tìm người, chỉ đạt tới level 79 ở chương cuối cùng. Tất cả các lần lưu trữ trước đó sẽ bị loại bỏ. Để đảm bảo an toàn, phải bắt đầu lại từ đầu, đi thẳng đến mục tiêu và thu thập đủ quả cầu oán linh càng nhanh càng tốt để vượt qua màn này. Lý Mục Dương lại lần nữa tiến vào trang chủ trò chơi, lần này lựa chọn vào từ lúc bắt đầu. Hắn khởi động trò chơi từ phần lưu trữ thiếu niên tỉnh dậy trong ngõ hẻm vừa bắt đầu đã thô bạo giải quyết ba tên lưu manh tự tìm đường chết một cách đơn giản, hoàn thành cửa ải hướng dẫn, sau đó đi thẳng ra khỏi con hẻm nhỏ. Những tiến trình lưu trữ lúc trước tốn quá nhiều thời gian cho việc tìm đường, đến cuối cùng khi lũ quỷ xuất hiện, cấp độ quá thấp, không thể thông qua. Lần này đã có kinh nghiệm, Lý Mộc Dương vừa bắt đầu đã đi thẳng đến mục tiêu. Dù sao thì các nhân vật trong thành này đều ở một nơi cố định, hoàn toàn không đi lung tung. Vốn là những chi tiết sơ sài của trò chơi, bây giờ ngược lại giúp Lý Một Dương càng thuận tiện hơn. Hắn dựa theo trí nhớ của mình nhanh chóng chạy bôn ba trong thành, không ngừng tìm kiếm các nhân vật phụ có thực lực tương đương, sau đó đánh bại họ thu hoạch điểm kinh nghiệm. Các tướng lĩnh rải rác trong thành Lạc Dương, lúc này đã bị Lý Một Dương tìm tới, sau đó đánh bại. Cấp độ của hắn cũng đang tăng lên nhanh chóng. Cuối cùng, khi đánh bại một tên nhân vật phụ sau cùng, sau khi thăng cấp lên level 50, Lý Mộc Dương bắt đầu khiêu chiến với các tướng lĩnh có danh tiếng kia. Hắn đi theo lộ trình, tìm tới một nhân vật cách mình gần nhất, thái thú cự lộc quách điển. Đây là một nhân vật nhỏ hạng ba, Lý Mộc Dương thậm chí chưa từng nghe đến tên của hắn. Nhưng lực chiến của hắn cũng ngang tầm với viên thiệu trẻ tuổi. Lý Mộc Dương bước tới khiêu chiến, đánh bại vị thái thú cự lộc quách điển này, cấp độ tăng lên đến level 51, thu hoạch được một viên quả cầu quán linh. Mà sau khi Lý Mộc Dương đột phá level 51, thu hoạch được quả cầu oán linh đầu tiên, tiên tử thần bí bị sương mù bao phủ đã đến đúng kịch bản. Tiên tử thần bí, ngươi là ai? Dám xông vào nơi đầm rồng hang hổ này. Nhìn thấy tiên tử thần bí xuất hiện, Lý Mộc Dương không nói hai lời trực tiếp bỏ chạy. Hắn thi triển kỹ năng xúc địa thành thốn, lập tức trốn thoát. Sau khi thoát khỏi Long Thần tiên tử, Lý Mộc Dương đã tìm được nhân vật tiếp theo có sức mạnh tương đương tiến hành khiêu chiến. Ở level 50, hắn có thể đánh bại những nhân vật nhỏ hạng 3 có danh tiếng. Level 70 là có thể đánh bại những nhân vật hạng 2 có thực lực nhất định như công tôn toản. Về phần những nhân vật hàng đầu như Lưu Quang Trương hay Đại tướng quân Hà Tấn với khí tức quán hận gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, Lý Mộc Dương ước tính hắn phải đạt đến level 85, thậm chí là level 90 mới có cơ hội. Hắn dựa vào kỹ năng xúc địa thành thốn để chạy khắp thành, liên tục tìm kiếm những nhân vật có sức mạnh tương đương để khiêu chiến. Mỗi khi hắn đánh bại một nhân vật tướng lĩnh, tiên tử thần bí với sương mù lượng lờ sẽ xuất hiện như thường. Thỉnh thoảng có một hai lần Lý Mộc Dương chạy chậm, bị tiên tử thần bí đột nhiên xuất hiện giết chết. Nhưng có dữ liệu lưu trữ, chỉ cần có thể lưu lại kịp thời, Lý Mộc Dương vẫn có thể tiếp tục tiến trình trò chơi như cũ. Loại trò chơi nội dung một bên trốn thoát nhân vật nguy hiểm, một bên chém người này, ngược lại hơi giống với trò thần miếu đào vong đã chơi trước đây. Bà điên long thần tiên tử này chính là quái vật đuổi theo sau lưng Lý Mục Dương. Mặc dù quái vật này rất xinh đẹp. Tuy lần trước thông qua chương cuối thất bại, nhưng trước khi chết Lý Mục Dương đã nhìn thấy bộ dạng thực sự của Long thần tiên tử. Khi ma quỷ thoát ra, đồng thời nghiền nát kết giới, làn sương trắng trên người Long thần tiên tử cũng tan biến. Không thể không nói, thực sự là một người đẹp. To và đẹp. Mặc dù nàng mặc một bộ trang phục ung dung cao quý không làm nổi bật dáng người, nhưng cho dù là bộ quần áo rộng rãi như vậy, cũng không thể che giấu được vòng một to lớn. Lý Mộc Dương tin rằng, khi vị long thần tiên tử này cúi đầu, chắc chắn sẽ không nhìn thấy được mũi chân của mình. Đáng tiếc là sau khi thông qua trò chơi này, dường như chỉ có thể ngưng luyện thể nhân vật chính trong trò chơi. Nếu có thể thu hoạch được thể của tiên tử, chật Lý Mộc Dương có chút tiếc nuối. Nếu như hệ thống này là để chơi trò chơi, vậy khi nào mới có thể sắp xếp cho hắn trò chơi thú vị một chút? Mặc dù việc đánh quái lên cấp cũng thú vị, nhưng thỉnh thoảng chơi các trò chơi nhàn rỗi như đêm nào đó ít cô y tá, ngàn cô gái xinh ít gương, cũng rất có ích cho sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần. Lý Mộc Dương vừa đi đường, vừa khiêu chiến nhân vật. Lần này, cuối cùng hắn đã thành công lên tới level 80, đột phá cấp độ lưu trữ trước đó lúc này các nhân vật Lý Mộc Dương Thiêu chiến đánh bại hầu hết đều là những người nổi tiếng mà mọi người nghe nhiều đã quen. Tây Lương Mã Đằng sau khi trải qua một phen chiến đấu kỹ năng theo lượt, đánh bại nhân vật này, Lý Mộc Dương lẩm bẩm một tiếng. Lúc này Tây Lương Mã Đằng cũng ở Lạc Dương, hắn nhanh chóng rời khỏi chiến trường, né tránh long thần tiên tử đột nhiên xuất hiện, đi giết nhân vật tiếp theo. Nhưng sau khi đạt tới level 80, chiến đấu càng ngày càng khó thanh máu và kỹ năng của cả hai bên đều tăng lên, thời gian chiến đấu cũng kéo dài tương tự. Khi Lý Mộc Dương lên đến level Lê 89, đánh bại, lư thực, trong thành Lạc Dương cũng bị bao phủ bởi làn sương trắng vô tận. Nam Hoa Lão Tiên, không ổn. Quán Linh trong thành sắp mất kiểm soát. Cốt truyện cuối cùng, lại xuất hiện lần nữa. Lý Mộc Dương nhìn quả cầu Quán Linh trong túi một chút, có 136 quả, đã gấp đôi lần trước. Giai đoạn sau, Số lượng quả cầu oán linh phát nổ của nhân vật ngoài sức tưởng tượng. Hắn điều khiển Nam Hoa lão tiên tiến về phía hoàng thành, trong đại điện nơi oán khí ngưng tụ thành thực chất kia, gặp được long thần tiên tử cùng vô số quán quỷ tràn ra từ lòng đất. Lần này rốt cuộc hắn đã có đủ quả cầu oán linh. Trong ánh sáng hắn liên tục tung ra, ác quỷ chui ra từ lòng đất lần lượt được trấn an. Mà kết giới do tiên tử thần bí tạo ra, không ngừng đẩy chúng lùi trở về, cuối cùng mặt đất nứt ra trong đại sảnh hoàn toàn khôi phục tiên tử thần bí thì ra ngươi vẫn luôn phá hoại trong thành là đang giúp ta tiên tử thần bí cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi tiên tử thần bí luôn xa cách lạnh lùng lúc này rốt cuộc cũng thể hiện ý tốt với lý mộc dương nàng xua tan sương mù xung quanh vẻ mặt lạnh lùng cúi đầu hướng về phía lý mộc dương nhẹ nhàng thi lễ một cái động tác này thật là một sự run rẩy chấn động lòng người ánh mắt lý mộc dương chút nữa bị hút đi quả nhiên là chất lượng càng lớn lực hút càng lớn giáo viên vật lý thực sự không lừa ta. Khi Lý Mộc Dương hoàn thành thông qua, hệ thống hiện ra giao diện kết toán. Ngươi trợ giúp tiên tử thần bí trấn áp quán quỷ trong thành, ngăn chặn một trận tai họa sắp xảy ra mặc dù tạm thời trấn áp, cũng không thể tiêu trừ sự thù hận của quán quỷ nhưng uống rượu độc giải khác, còn hơn là trăm họ lầm than, trò chơi, tam quốc, thương thiên phục ma lục, đã thông qua, tiên tử thần bí, còn sống quán quỷ thù hận, chưa trấn an, bình xét cấp bậc thông qua, e, tạm được ngươi dựa vào kỹ năng mạnh mẽ hành động nhanh chóng trước khi thế cuộc sụp đổ đã cứu được tiên tử thần bí trợ giúp nàng trấn áp oán quỷ thu hoạch được một chút thiện chí chỉ là oán quỷ trong thành vẫn như của oán hận không ngớt tai họa chỉ vẻn vẹn, vẹn trì hoãn được một thời gian có thể nhận được phần thưởng thông qua nhận phần thưởng thông qua hay không phần thưởng tùy chọn hiện tại chọn một trong hai tu vi cảnh giới cộng một luyện khí tầng thứ bảy luyện khí tầng thứ tám phàm phẩm pháp khí ngẫu nhiên X một xin ký chủ lưu ý sau khi nhận được phần thưởng lối vào trò chơi sẽ đóng lại không thể tiến vào nữa khá lắm bình xét cấp bậc thông qua kém chẳng những phần thưởng biến thành chọn một trong hai ngay cả nội dung phần thưởng cũng biến thành rác rưởi phi kiếm thuộc về một loại pháp khí có sức mạnh và giá trị tương đối cao trước đó phần thưởng thông qua rác rưởi nhất đều là một thanh phàm phẩm phi kiếm mà bây giờ trực tiếp thành pháp khí ngẫu nhiên ít một nếu ngẫu nhiên lấy được loại pháp khí rác rưởi thì còn không bằng phi kiếm Lý Mộc Dương mở hai mắt ra, thở dài nói: Xem ra trò chơi này cũng giống như bí ẩn thành lâu sơn, phải đạt điểm tuyệt đối mới có thể nhận được phần thưởng có giá trị cao. Phần thưởng rác rưởi như vậy, đương nhiên Lý Mộc Dương sẽ không nhận. Nhưng nếu muốn đạt điểm cao hơn, vậy nên làm thế nào? Lý Mộc Dương cao mày suy nghĩ, ánh mắt nghi hoặc. Lần thông qua này đã là tốc độ nhanh nhất của hắn, gần như không lãng phí thời gian trên đường. Nhưng mà dắt một mạch đến cuối cũng chỉ đạt tới level 89, đừng nói là hán linh đế lưu hoành, ngay cả những nhân vật hàng đầu như Lưu Quang Trương và Đại tướng quân Hà Tấn, hắn cũng không có thời gian để khiêu chiến. Cốt truyện cuối đến quá đột ngột. Trò chơi này khác với bí ẩn thành lâu sơn, thời hạn sống lại của ác quỷ trong chương cuối là cố định, trong thời hạn cố định này, Lý Mộc Dương làm càng tốt thì điểm thông qua sẽ càng cao. Nhưng đơn giản chỉ là đánh quái lên cấp, lần lưu trữ này cũng đã là cực hạn của Lý Mộc Dương coi như lần tiếp theo hắn có thể đánh quái thăng cấp thành thạo hơn động tác nhanh hơn một chút điểm thông qua cũng sẽ không tăng lên nhiều lắm bởi vì các nhân vật càng về sau thời gian chiến đấu sẽ càng kéo dài cho dù lý một dương chạy đến chân bốc khói hắn cũng không có khả năng đánh bại tất cả các nhân vật trước khi ác quỷ sống lại xem ra muốn thông qua trò chơi này một cách hoàn hảo chỉ đánh quái thăng cấp là không được cần thủ thuật khác lý một dương suy tư nội dung của toàn bộ trò chơi rất thô sơ đơn giản thậm chí còn không có những bí ẩn thường thấy nhất trong các trò chơi ngoại tuyến chỉ có hai loại nhân vật trong thành lạc dương một loại là những nhân vật nổi tiếng trong tam quốc bị lý mục dương chém giết còn lại chính là long thần tiên tử trong trò chơi lý mục dương ngoài việc đánh quái thăng cấp còn lại là tránh né long thần tiên tử nhưng bây giờ nhìn lại chẳng lẽ long thần tiên tử là một nhân vật phe mình ta có thể thu hoạch được sự trợ giúp của nàng con đường trốn thoát khỏi long thần tiên tử này hiện tại đã được chứng minh là không thể thực hiện. Vậy thì chỉ còn một con đường khác, chinh phục long thần tiên tử. Thu hoạch trợ giúp của nàng, Lý Mộc Dương căn cứ vào tin tức của phó bản, đưa ra suy luận này. Nếu không phải vậy thì trò chơi này không có con đường nào khác. Ngay khi hắn chuẩn bị vào trò chơi, nghiệm chứng suy đoán của mình, giọng nói của nghĩa muội Lý Nguyệt Thiền đột nhiên vang lên bên ngoài phòng. Ca ca! Hôm nay ngươi không làm mưa cho Linh Điền sao, trong giọng nói của thiếu nữ, tràn đầy nghi hoặc. Lý Mộc Dương lần nữa mở mắt ra, đứng dậy đẩy cửa, mới thấy bên ngoài đã là xế chiều, hoàng hôn đầy trời. Tối hôm qua chơi cả đêm thì thôi, hôm nay lại chơi cả ngày, ừm, như vậy xem ra, thời hạn ác quỷ ở thành Lạc Dương hồi sinh, trong thực tế có lẽ là khoảng 12 giờ, Lý Mộc Dương suy tư trong lòng, nhìn nghĩa muội Lý Nguyệt Thiền mặt mũi tràn đầy tò mò trước mắt, hắn thở dài. Hôm nay ta có việc đột xuất, không đi làm mưa cho linh điền dù sao linh cốc lần này vừa được gieo trồng hỏng thì cũng hỏng rồi hai ngày nữa ta sẽ trồng lại lý một dương không thèm để ý đến linh cốc khô héo loại linh cốc yếu ớt này là mưa tưới nước không được thiếu ngày nào một ngày thiếu mưa cành lá sẽ chuyển sang màu vàng hai ngày thiếu mưa sẽ khô héo suy yếu ba ngày thiếu mưa là có thể chuẩn bị gieo hạt mới nhưng bây giờ lý một dương vội vàng chơi game hoàn toàn không có ý định quan tâm tới linh điền trò chơi tam quốc thương thiên phục ma lục ngoại trừ có chút vượt trội điều quan trọng nhất chính là trò chơi này có giới hạn thời gian ở bên phải danh sách trò chơi có một con số nhỏ đếm ngược bên cạnh ghi chú của tam quốc thương thiên phục ma lục nếu như lý mộc dương không thể thông qua trò chơi này và nhận phần thưởng trước khi thời gian đếm ngược kết thúc vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội nhận được trò chơi sắp tới mà quy đổi một chút số thời gian hiện tại, chỉ còn khoảng 10 ngày. Mặc dù thông qua một trò chơi với quy trình đơn giản trong 10 ngày không có vấn đề gì, nhưng để đảm bảo an toàn, Lý Mộc Dương quyết định không đi farm, nữa. Farm, là hành động mà người chơi tiêu diệt đối thủ, quái, lính và các công trình trong game để giúp gia tăng lượng vàng và kinh nghiệm khi chơi. Người tu luyện có thể không cần đi ngủ, vậy thì chơi, chơi đến cùng, nhận được phần thưởng trò chơi sớm một ngày, thì thoải mái sớm một ngày. Lý Mục Dương trò chuyện đơn giản vài câu với nghĩa muội, tiễn Lý Nguyệt Thiền đi. Sau đó nhóm lửa nấu cơm. Cuối cùng đã có một bữa tối phong phú ngon miệng với những món ăn nóng mà nghĩa muội đưa đến. Ăn xong bữa tối, sau khi tiêu hết linh khí trong cơ thể, Lý Mục Dương trực tiếp tiến vào hệ thống, khởi động trò chơi. Đầu đường thành lạc dư người đến người đi. Lý Mục Dương mở mắt ra. Lần lưu trữ này hắn trực tiếp vào trò chơi từ phần lưu lại sau khi đánh bại, thái thú cự lộc quách điển. Tiên tử thần bí với sương mù bao phủ, đúng hẹn mà đến. Tiên tử thần bí, ngươi là ai? Dám xông vào nơi đầm rồng hang hổ này. Đối thoại quen thuộc, nhưng lần này Lý Mộc Dương không bỏ chạy. Hắn đứng tại chỗ chờ tiên tử thần bí đến gần, sau đó biên tập lời đối thoại. Nam Hoa Lão Tiên, hỗn loạn đã xuất hiện, quán linh trong thành sắp mất kiểm soát, Long thần tiên tử, ngươi không biết rằng tai họa sắp đến sao? Những lần giao lưu thân thiện trước đó, không lần nào nhận được sự đáp lại thiện chí từ Long thần tiên tử. Lần này Lý Mộc Dương thay đổi suy nghĩ, trực tiếp ra một đòn mạnh vào vị tiên tử lạnh lùng xa cách này. Vừa bước lên trước vừa đe dọa với ba câu. Nam Hoa lão tiên, nếu như oán linh trong thành này gây họa thế gian, không biết bao nhiêu người vô tội sẽ chết dưới tay ác quỷ, trăm họ lầm than, Nam Hoa lão tiên, tai họa nguy hiểm như vậy, Long thần tiên tử ngươi thật sự không quan tâm sao? Dù sao có lưu trữ, Lý Mộc Dương hoàn toàn buông thả bản thân, dùng lời lẽ gây gắt hung hăng đe dọa tiên tử thần bí này. Cùng lắm thì sau khi thất bại bắt đầu lại là được. Nhưng không ngờ lần này sau khi hắn biên tập những lời nói nghiêm khắc gửi đi, tiên tử thần bí toàn thân bao phủ sương mù lại lưỡng lự. Tiên tử thần bí, ngươi, ngươi là ai? Tiên tử thần bí, số lượng oán quỷ trong thành đã bị ta trấn áp, ngươi dựa vào cái gì nói oán quỷ sắp mất kiểm soát. Long thần tiên tử trước đó luôn lạnh lùng, tàn nhẫn ít nói, lúc này khi đối mặt với lời nói khắc nghiệt của Lý Mộc Dương, lại cảm thấy có chút thiếu tự tin. Dường như bị kinh sợ trước lời chất vấn gay gắt của Lý Mộc Dương. Chật, thì ra vị Long thần tiên tử này là một người ngốc tự nhiên không hiểu rõ thế gian, trước đó cho rằng nàng là người xa cách lạnh lùng, bây giờ nhìn lại, càng giống một người ngốc tự nhiên không biết nhiều về xã hội không biết cách hòa hợp với người khác. Chỉ vì không nói lời nào nên trông có vẻ lạnh lùng, Lý Mộc Dương thấy lời nói hung ác có tác dụng, tiếp tục biên tập lời thoại, thêm nội dung vào. Nhưng lần này giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Đã nhìn ra được bản chất ngốc tự nhiên của Long Thần tiên tử, vậy là có thể dễ dàng xử lý. Mặc dù Lý Mộc Dương không có kinh nghiệm yêu đương, không biết lừa gạt phái nữ, nhưng đối phó với một người ngốc tự nhiên không biết nhiều về xã hội vẫn rất dễ dàng hơn nữa còn có phần lưu lại chơi tiếp cho phép thử nghiệm liên tục cuối cùng sau khi chơi lại lần thứ sáu rốt cuộc lý mộc dương cũng thành công thu hoạch được chút lòng tin từ long thần tiên tử tiên tử thần bí nếu đã vậy ta tạm thời tin ngươi ba phần long thần tiên tử gia nhập đội nhìn thấy nhắc nhở này của hệ thống lý mộc dương dùng sức nắm chặt nắm đấm tiên tử thần bí này quả nhiên là đồng đội mặc dù hắn không thể điều khiển long thần tiên tử nhưng có thể đọc được trạng thái nhân vật của nàng Cấp độ hiện tại của Long Thần Tiên Tử là level 99, có một danh sách kỹ năng dài lóa mắt, hoàn toàn là một tài khoản cấp độ tối đa. Có một tài khoản cấp độ tối đa gia nhập đội và cùng nhau đánh quái, tiến độ lập tức tăng nhanh. Lần này Lý Mộc Dương thật sự thấy được hy vọng thông qua với điểm tuyệt đối. Sau khi Long Thần Tiên Tử gia nhập đội ngũ, tiến độ đánh quái của Lý Mộc Dương thoáng chốc nhanh hơn rất nhiều. Tuy không thể khống chế nhân vật Long Thần Tiên Tử này, nhưng có một tài khoản đạt cấp tối đa level, 99 gia nhập đội, dù chỉ là tự động phóng kỹ năng, cũng gây ra lượng sát thương đáng kể. Bây giờ Lý Mộc Dương chỉ mới level, 51, đối mặt với đối thủ cùng cấp, tốc độ nhanh nhất cũng phải mười mấy hiệp. Nhưng Long thần tiên tử gia nhập đội, nàng chỉ cần sử dụng hai lượt kỹ năng là trận chiến đã kết thúc. Tốc độ đánh quái như vậy, khiến cho cấp độ của Lý Mộc Dương tăng lên nhanh chóng. Rất nhanh đã đến level, 70. Sau khi đạt được level 70, tốc độ đánh quái của Long thần tiên tử cũng chậm lại, không thể giết chết đối thủ trong một hai hiệp nữa. Nhưng vẫn nhanh hơn rất nhiều so với Lý Mộc Dương chiến đấu một mình. Chẳng mấy chốc cấp độ của Lý Mộc Dương đã tăng lên level 85. Lúc này các nhân vật còn lại trong thành Lạc Dương không nhiều, hầu như đều là những nhân vật lớn có danh tiếng. Cho dù có sự giúp đỡ của Long thần tiên tử, Lý Mộc Dương cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đánh bại được một nhân vật Tuy nhiên, sau khi tạm dừng trò chơi, mở mắt nhìn sắc trời bên ngoài, Lý Mộc Dương nhận ra thời gian vẫn còn sớm. Thế là hắn yên tâm tiến vào trò chơi, tiếp tục cày quái tăng cấp với Long Thần Tiên Tử. Lần này Lý Mộc Dương đã thành công nâng cấp lên level 99, đánh bại tất cả các boss cấp cao bao gồm Lưu Quang Trương và Đại tướng quân Hà Tấn. Cuối cùng hắn và Long Thần Tiên Tử đi vào trong Hoàng Cung, khiêu chiến cửa ải cuối cùng hắn linh đế lưu hành. Mấy lần trước, cốt truyện cuối cùng mở ra, lúc Lý Mộc Dương xông vào cung, vị hán linh đế lưu hoành này đã bị ác linh giết chết. Lý Mộc Dương còn cho rằng là một nhân vật cùi bắp. Không ngờ khi trực tiếp đối mặt với hán linh đế, chết liên tục ba lần, phải chơi lại ba lần mới thành công đánh bại hắn. Đứng trong đại điện sau khi hán linh đế đã chết, Lý Mộc Dương nhìn Long Thần Tiên Tử bên cạnh. Trong quá trình đánh quái tăng cấp này, Long Thần Tiên Tử chưa từng chủ động nói chuyện, Nam Hoa Lão Tiên cũng không có bất kỳ tương tác gì với nàng cả hai đều như người máy đánh quái lạnh lùng mãi đến lúc này đánh bại hán linh đế lưu hành long thần tiên tử rốt cục lên tiếng ngươi đã thanh lọc tất cả tà niệm oán hận trong thành bây giờ ác linh mà ngươi nói sẽ xuất hiện đâu long thần tiên tử mở miệng hỏi lý một dương lý một dương ước chừng thời gian nói còn có khoảng một giờ tiên tử thần bí tiên tử thần bí một giờ là bao lâu nam hoa lão tiên nửa canh giờ Tiên tử thần bí, được rồi, ta đợi ngươi thêm nửa canh giờ nữa. Sau đó thì chờ đợi. Lý Mộc Dương đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài dạo một lát, duỗi người ra. Sau một đêm chơi trò chơi, bây giờ chân trời tối tăm mờ mịt, bình minh đang đến gần. Nhưng lần này hẳn là có thể thông qua một cách hoàn hảo nhỉ, lúc này trong túi của Lý Mộc Dương chứa đầy quả cầu oán linh, khoảng chừng 999 cái. Lý Mộc Dương có nhiều quả cầu như vậy Cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Mà trong thực tế đã trôi qua một giờ, chương cuối cùng của trò chơi rốt cuộc cũng đã đến. Khi mặt đất nứt ra, quán khí đen kiệt sen lẫn vài tia đỏ như máu tràn ra từ mặt đất. Theo sau là ác quỷ dữ tợn và những binh sĩ gào thét. Trời xanh đã chết, những linh hồn tà ác đang la hét không ngừng tuôn ra. Nhưng Lý Mộc Dương và Long Thần Tiên Tử đã chuẩn bị từ sớm. Long thần tiên tự tạo ra một kết giới để ngăn chặn những ác quỷ bò ra từ mặt đất này. Lý Mộc Dương thì nhân cơ hội ném quả cầu oán linh trong tay ra, trấn an và thanh tẩy từng con ác linh. Sau khi những linh hồn tà ác rồi lên khỏi mặt đất, sẽ nhanh chóng bị thanh lọc quán khí, thần thái trở nên bình thản. Cuối cùng khi tất cả ác quỷ đều đã được thanh tẩy oán hận, từ khe nước trên mặt đất xuất hiện ba con quỷ vương khổng lồ hung tợn. Trời xanh đã chết, ba con quỷ vương gầm lên giận dữ, đâm vào kết giới của Long Thần Tiên Tử, Lý Mộc Dương và Long Thần Tiên Tử bước vào vòng chiến. Đây là lần đầu tiên Lý Mộc Dương nhìn thấy Quỷ Vương, nhưng số lượng quả cầu oán linh dự trữ trong ba lô cũng dư giả, quá trình chiến đấu với Quỷ Vương chủ yếu là liên tục ném quả cầu oán linh. Cuối cùng đã đánh bại ba con Quỷ Vương mà không gặp nguy hiểm gì. Hoặc nhìn ba con Quỷ Vương này có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực chất chỉ là hình thức. Quá trình chiến đấu kết thúc dễ dàng, khiến Lý Mộc Dương nhớ đến Divin Dragon, trong một trò chơi ở kiếp trước, trò chơi thể hiện cũng rất hoành tráng, nhưng độ khó lại cực kỳ thấp. Divin Dragon là một nhân vật trong trò chơi Sekiro, Shadow Die Twice, một trò chơi phiêu lưu hành động kể về một shinobi được gọi là Wop. Anh cố gắng trả thù một gia tộc samurai đã tấn công và bắt cóc lãnh chúa của anh. Khi khí tức quán giận trên người ba con quỷ vương biến mất, cơ thể của họ dần dần trở thành hình người và vẻ mặt trở nên ôn hòa. Ngươi là ai? Có thể xóa bỏ quán khí của chúng ta, ba quỷ vương kinh ngạc nhìn nam hoa lão tiên nam hoa lão tiên cười lớn một tiếng chắp tay với long thần tiên tử và tất cả vong hồn đã được thanh tẩy quán khí sau đó chỉ thấy một làn khói xanh bay ra từ cơ thể thiếu niên trôi về phía xa trong tầm mắt của lý một dương hiện lên giao diện kết toán trò chơi tam quốc thương thiên phục ma lục đã thông qua long thần tiên tử còn sống quán quỷ thù hận đã thanh lọc bình xét cấp bậc thông qua a à, ngọc bích có tì Ngươi dựa vào phản xạ nhạy bén, kỹ năng mạnh mẽ, với sự giúp đỡ của Long Thần Tiên Tử, Thanh Lộc thành công quán linh quán khí trong thành, loại bỏ một tai họa sắp xảy ra, cứu được vô số sinh mạng, cũng thu được thiện chí của Long Thần Tiên Tử, có thể nhận được phần thưởng thông qua. Phải chăng nhận lấy phần thưởng thông qua? Phần thưởng tùy chọn hiện tại, chọn một trong ba: Cung Bằng Quyết Tàn Thiên, X1 công cụ rèn tạo pháp khí hạ phẩm X1, Ngọc tủy Linh Dịch X10. Xin ký chủ lưu ý, sau khi nhận phần thưởng, lối vào trò chơi sẽ đóng không thể vào lại lý mộc dương có chút kinh ngạc nhìn phần thưởng kết toán hiện lên trong tầm mắt lần này hẳn là phải được điểm ép hoàn hảo không tì vết chứ sau khi thông qua gần như hoàn hảo mọi nội dung trong trò chơi long thần tiên tử còn sống toàn bộ đội quân quán quỷ đều đã được thanh tẩy quán khí kết quả chỉ được đánh giá cấp a mặc dù phần thưởng của đánh giá cấp a này mạnh hơn nhiều so với phần thưởng cấp a cho nội dung tân thủ nhưng vì sao không phải là hoàn hảo không tì vết chẳng lẽ còn có nội dung ẩn nào trong game chưa được phá giải Lý Mục Dương không có lựa chọn nhận thưởng, mà là mang theo sự tò mò, tiến vào trò chơi lần nữa. Tuy nhiên lần này sau khi mở ra mô bản trò chơi, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một lựa chọn mới. Chế độ nhập vai chân thực đã được mở, ký chủ có thể dùng phương thức nhập vai tiến vào thành lạc dương phải chăng mở ra chế độ chân thực. Có, không, Lý Mục Dương thở vào nhẹ nhõm khi nhìn thấy lựa chọn hiện lên trong tầm mắt. Ta đã nói có nội dung ẩn mà, hóa ra sau khi đạt được cấp A trong trò chơi này, có thể bật chế độ ẩn dấu. Hiển nhiên cần phải thông qua thành công chế độ chân thực này, mới có thể mở khóa số điểm hoàn hảo. Lý Mộc Dương chọn, có, không chút do dự. Một giây sau, cảm giác chìm trong bóng tối quen thuộc ập đến. Khi bóng tối xung quanh tan đi, Lý Mộc Dương mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trong một con hẻm u ám phủ đầy sương mù trắng xóa. Mặt đất dưới chân động lại vết máu khô, những bóng đen quỷ dị đang lãng vãng bên ngoài con hẻm nhỏ trong đó có ba bóng đen dường như nhận ra sự hiện diện của lý một dương trực tiếp bay tới trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt của ba bóng đen này lý một dương giật nảy mình đây chính là ba tên lưu manh lúc bắt đầu sao sao mà vẽ ngoài xấu như vậy hơn nữa gót chân không chạm đất lý một dương cảm thấy thành lạc dương trước mắt thật kỳ lạ tất cả những bóng đen quỷ dị lang thang trong thành này đều gót chân không chạm đất trông giống như đang trượt đi trước đó quan sát từ góc nhìn thứ ba quả thực động tác của cư dân trong thành không sinh động, di chuyển một cách cứng nhắc. Nhưng Lý Mộc Dương cho rằng là bởi vì chi tiết trò chơi thô sơ. Sau khi vào chế độ chân thực, mới phát hiện người trong thành di chuyển như thế. Từng người bay tới bay lui trên đường phố giống như quỷ, tất cả đều có đôi mắt dại ra, khuôn mặt tái nhợt, trông như bối cảnh trong một bộ phim kinh dị. Lý Mộc Dương cố gắng nói chuyện với bọn họ, nhưng những bóng người kỳ dị này chỉ đi loanh quanh một cách đờ đẫn, không có chút tương tác nào, Điều này cũng giống với chế độ bình thường. Lý Mục Dương đi theo lộ trình tìm kiếm một nhân vật yếu ớt ở gần nhất, mới phát hiện ở trong chế độ chân thực này, vị tướng có thanh máu trên đầu chính là một bóng ma kinh khủng tràn đầy oán khí. Rõ ràng là nhân vật yếu nhất trong thành, nhưng bóng ma này toàn thân phủ đầy oán khí đỏ đen giao nhau, dưới người cưỡi một con chiến mã quỷ dị với đôi mắt đỏ như máu, đứng bất động ở đầu đường trong thành, Hoặc nhìn khiến người ta vô cùng sợ hãi. Chỉ với ngoại hình này, đã cảm giác như nó có thể trở thành một tướng hạng trung trong trò chơi Southline. Sau khi Lý Mộc Dương đi về phía nó, nó lập tức phát động tấn công với Lý Mộc Dương. Nhưng mà ngoại trừ thanh máu phía trên đầu nó là Thượng tướng Phan Phượng, thì thứ này hoàn toàn khác với Phan Phượng ở góc nhìn thứ ba. Cái gọi là chế độ chân thực, thật ra là chế độ truyện ma phải không? Là một người chơi sợ ma, Lý Mộc Dương cảm thấy da đầu tê dại khi đi xuyên qua thành trì với các bóng ma lượng lờ này ngay cả một nhân vật bắt đầu yếu nhất cũng trong khủng bố như vậy những tướng lớn phía sau còn đáng sợ cỡ nào hay là hệ thống trò chơi biết hắn sợ ma cố ý làm ra chế độ chân thật như thế này tăng thêm độ khó khiêu chiến của hắn nếu đúng như vậy lý mộc dương không thể không thừa nhận hệ thống này nhìn người thật chuẩn tự mình bước đi trong thành trì sương mù lượn lờ âm u quỷ dị này nhìn những bóng ma đờ đẫn lang thang bên cạnh và những nhân vật võ tướng đứng bất động tại chỗ kia Lý Mộc Dương cảm giác chính mình không phải đang chơi trò chơi tam quốc, mà là một trò chơi kinh dị ly kỳ. Hoàn cảnh và các nhân vật quá mức đáng sợ, khiến biểu hiện của Lý Mộc Dương có chút thất thường, chết nhiều lần trong giai đoạn đầu. Đến mức lần đầu tiên đạt đến cấp độ level 51, thì thời gian đã trôi qua một nửa. Cũng may khi Lý Mộc Dương thăng cấp lên level Lê 51, lấy được quả cầu oán linh thứ nhất, tiên tử thần bí đúng hẹn mà đến, vẫn như của tràn đầy khí chất thần tiên, xinh đẹp và lộng lẫy nàng không biến thành ác linh như những nhân vật khác trong thành. Thậm chí bởi vì khắp nơi trong thành đầy rẫy những ác quỷ, vị tiên tử thần bí được bao phủ trong sương trắng này trông càng xinh đẹp động lòng người hơn. Nhìn tiên tử thần bí đẹp nghiêng nước nghiêng thành này, Lý Mộc Dương chật lưỡi thở dài một cái. Thật là một tiên tử xinh đẹp từ góc nhìn chân thực, vị tiên tử này đẹp hơn quá nhiều so với góc nhìn thứ ba, lực tác động vào thị giác cũng lớn hơn nhiều. Sau khi nghe được lời cảm thán của hắn, động tác của tiên tử thần bí sương mù lượng lờ dường như dừng lại một chút. Sau đó từ màn sương vang lên giọng nói nhỏ nhẹ bối rối của nàng. Ngươi là ai? Có thể nhìn thấy khuôn mặt của ta, Lý Mộc Dương cười hì hì nói, hiện tại vẫn chưa nhìn thấy, nhưng sẽ thấy được sớm thôi. Vừa dứt lời, tiên tử trong sương mù nói với giọng ngượng ngùng. Đồ háo sắc, một giây sau, nàng vung tay áo lên, Lý Mộc Dương chỉ cảm thấy mình bị một luồng ánh sáng trắng đánh trúng, thân thể tan thành bột phấn. Thắng bại là chuyện thường tình trong chiến đấu, vui lòng thử lại trong phòng, Lý Mộc Dương mở hai mắt ra, chật lưỡi suy nghĩ một lúc. Không hổ là chế độ chân thực, phản ứng và tương tác của Long Thần Tiên Tử đều trở nên sinh động hơn. Trước đây ở góc nhìn thứ ba, Long Thần Tiên Tử và Lý Mộc Dương gần như không có tương tác, hoàn toàn chỉ là công cụ đánh quái. Kết quả ở chế độ chân thực, nàng lại xấu hổ vì lời nói của Lý Mộc Dương. Lý Mộc Dương mở ra dữ liệu lưu trữ, tiến vào lần nữa. Nhưng lần này, hắn chọn bắt đầu lại từ đầu. Nhìn thấy Long thần tiên tử vẫn xinh đẹp như vậy, không biến thành quỷ như những nhân vật khác, hắn cũng yên lòng. Lần chơi vừa rồi trì hoãn thời gian quá lâu, cho nên lần này Lý Mộc Dương bắt đầu lại từ đầu. Tuy còn có chút sợ hoàn cảnh âm u trong thành, nhưng khả năng thích ứng của Lý Mộc Dương vẫn rất mạnh. Lần này hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, cộng với một số kinh nghiệm mấy lần trước cuối cùng đã có thể ổn định trạng thái đối mặt với những nhân vật võ tướng kinh khủng làm người ta sợ hãi kia. Lý Mục Dương sử dụng tốc độ nhanh nhất đánh bại toàn bộ các nhân vật yếu, nhanh chóng thăng cấp lên level 51. Khi Long Thần Tiên Tử Sương mù lượng lờ xuất hiện, Lý Mục Dương sử dụng lời thoại đã thành công lúc trước, vừa gặp mặt đã nói lời gây gắt để hù dọa tiên tử thần bí này. Trong sương mù, tiên tử với thân hình tuyệt mỹ có chút trầm mặt do dự. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói ta tạm thời tin ngươi, nhưng ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, tận mắt chứng kiến những gì ngươi làm cứ như vậy. Long thần tiên tử gia nhập đội. Sau đó Lý Mục Dương đi đến chỗ nào, Long thần tiên tử cũng sẽ đi theo hắn. Mà khi Lý Mục Dương thiêu chiến những nhân vật có thanh máu trên đầu, Long thần tiên tử sẽ ra tay giúp đỡ. Quá trình gần giống như lúc chơi chế độ bình thường, điểm khác biệt duy nhất là tất cả các nhân vật tướng lĩnh đều biến thành những oán quỷ đáng sợ, trông vô cùng rợn người nhưng lý mộc dương vẫn dễ dàng đi đến cốt truyện cuối với sự giúp đỡ thầm lặng của long thần tiên tử đã thanh tẩy hết tất cả quán quỷ cuối cùng trong sự kinh ngạc hỏi thăm của ba con quỷ vương lý mộc dương hoàn thành trò chơi trò chơi tam quốc thương thiên phục ma lục đã thông qua long thần tiên tử còn sống quán quỷ thù hận đã thanh lọc bình xét cấp bậc thông qua a à, ngọc bích có tỳ nhìn thấy cấp bậc thông qua và phần thưởng trò chơi giống hệt như cũ lý mộc dương kinh ngạc hắn không thể hiểu được vì sao thông qua chế độ chân thực vẫn là cấp độ a lẽ nào nội dung ẩn không phải là thông qua chế độ chân thực chật lý một dương cao mày ngồi ở cửa phòng nghi ngờ sâu sắc về bản thân sẽ không phải là cần chinh phục long thần tiên tử mới được tính là hoàn hảo không tì vết chứ nhưng tán gái không phải sở trường của hắn hơn nữa trò chơi này không phải là loại trò chơi yêu đương không có một chút yếu tố lãng mạn nào cả nội dung ẩn giấu không thể là chinh phục tiên tử được ngoại trừ tiểu thuyết có ích trò chơi tình yêu nào lại có bán quỷ ở khắp nơi như thế này sau khi lý một dương nhíu mày tự hỏi hắn chơi lại lần nữa lần này bắt đầu chơi từ khoảng thời gian sau khi gặp long thần tiên tử lần chơi lại trước đó hắn im lặng suốt chặng đường giấc quái thăng cấp với long thần tiên tử tái tạo hoàn toàn quá trình lúc chơi như chế độ bình thường nhưng rõ ràng có một cốt truyện ẩn giấu trên người long thần tiên tử mà một đường im lặng không có đối thoại rõ ràng không thể mở ra cốt truyện ẩn giấu thế là sau khi lý một dương chém chết một con quái vật hắn ngẩng đầu nhìn long thần tiên tử bên cạnh nói tiên tử năm nay ngươi bao nhiêu tuổi cách bắt chuyện của trai thẳng lý một dương cứ như vậy bắt đầu ca ca sao vẻ mặt ngươi buồn rầu vậy gặp phải chuyện gì phiền lòng sao nghĩa muội mang theo hộp thức ăn đến vào lúc hoàng hôn nàng vô cùng tò mò khi nhìn thấy lý một dương đang ngồi bên bờ ruộng bởi vì ba ngày liên tiếp không làm mưa toàn bộ mầm linh cốc trong linh điền đã khô héo nhưng Lý Mộc Dương vẫn không có ý nghĩ đi trồng lại. Hắn đang ngồi dưới gốc cây già cạnh bờ ruộng, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, như thể đang cân nhắc một chuyện gì đó rất quan trọng. Lý Mộc Dương như vậy, khiến thiếu nữ có chút tò mò. Người ca ca này của nàng ngày nào cũng thảnh thơi nhàn nhã, hiếm khi mới thấy hắn nghiêm túc suy nghĩ như vậy. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Mộc Dương nhìn thấy nghĩa muội tới, lắc đầu nói, cũng không có chuyện gì phiền lòng chỉ là nữ chính trong trò chơi khó chinh phục quá thôi mấy ngày nay hắn thử bắt chuyện đối thoại với long thần tiên tử ý đồ chinh phục vị long thần tiên tử này hoặc tìm ra cốt truyện ẩn giấu từ trên người nàng đáng tiếc thu hoạch rất ít long thần tiên tử lạnh lùng thờ ơ dường như không thèm để ý đến bất cứ điều gì trên thế gian lý mục dương thăm dò bắt chuyện với nàng nàng đáp lại rất lạnh lùng khiến lý mục dương cảm thấy nàng là một người vô cảm không có máu cũng không có nước mắt tạm thời nén lại chuyện trong trò chơi ra sau đầu, Lý Mộc Dương nhìn bữa tối nghĩa muội mang đến hôm nay, hơi kinh ngạc. Đêm nay có thêm đồ ăn, ngoài một món mặn và hai món chay thông thường, còn có một hộp thức ăn nhỏ, sau khi mở ra đúng là một hộp bánh ngọt tinh tế. Trong thế giới có mức sản xuất xã hội thấp này, loại món ăn tinh tế như bánh ngọt chắc chắn là món ngon mà chỉ kẻ có tiền mới có thể thưởng thức. Khi nguyên chủ ở thành cửu nguyên, trong nhà có một ít tiền nên thỉnh thoảng cũng có thể ăn chút bánh ngọt. Nhưng bánh ngọt ngon nhất ở thành Cửu Nguyên cũng không bằng hộp bánh quế nhỏ có mùi thơm ngọt ngào trước mặt. Nhìn từ bề ngoài thì hộp bánh quế này chắc chắn là hàng xa xỉ, sao có thể xuất hiện ở ngoại môn nơi có điều kiện sống khắc khổ. Ánh mắt Lý Mộc Dương kinh ngạc. Lý Nguyệt Thiền cười nói, "Đây là Ninh tỷ tỷ cho, hôm nay nàng về ngoại môn nói chuyện với ta hồi lâu. Bánh quế là nàng mang đến, được làm từ linh thực trung phẩm, không những hương vị thơm ngon, mà ăn vào còn có ích cho việc tu luyện." bây giờ ninh tỷ tỷ đã là đệ tử thân truyền bái trưởng lão yến tiểu như làm sư phụ tiếp thu công pháp do yến trưởng lão truyền dạy mỗi ngày đều ăn linh thực trung phẩm và có rất nhiều linh dược hỗ trợ tu luyện yến trưởng lão còn đích thân xuống núi tìm một pháp khí hộ thân hạ phẩm thích hợp cho ninh tỷ tỷ khi ninh tỷ tỷ trò chuyện với ta cũng nhắc đến ngươi nói rằng lần sau có cơ hội sẽ đến thăm ngươi lý nguyệt thiền cười hì hì kể lại những điều này nhưng sắc mặt của lý một dương lại thờ ơ không để ý đến vị nữ thần ngày xưa này chút nào, cũng không hâm mộ với quyền lợi xa hoa của nàng. Đệ tử thân truyền thực sự lợi hại. Lý Mục Dương gật đầu nói, bánh ngọt làm từ linh thực trung phẩm cũng có thể dễ dàng mang đi tặng. Nếu cầm hộp bánh ngọt này ra ngoài thành vân tiêu, chắc chắn có thể bán được giá cao, nhưng Ninh Nguyễn Nhi có thể tùy tiện tặng người. Trà xanh nhỏ này thực sự đã lên như diều gặp gió. Trở thành một đệ tử thân truyền, giữa nàng và hai người đồng hương huynh muội lý mộc dương đã ngăn cách một lớp rào cản đáng buồn thậm chí không chỉ là một lớp nhưng những thứ này không liên quan gì với lý mộc dương lý mộc dương cũng có tài nguyên cần thiết để tu luyện hơn nữa là linh thực thượng phẩm về phần công pháp cực kỳ quan trọng trong giới tu luyện hay pháp khí mạnh mẽ cũng nằm trong tầm tay của lý mộc dương nếu lần này lựa chọn hoàn thành trò chơi trong ba phần thưởng sẽ có công pháp tàn thiên cấp cao và pháp khí hạ phẩm nhưng Lý Mộc Dương muốn đạt điểm tuyệt đối nên không nhận lấy phần thưởng. Hắn rất tò mò, được cấp bậc A đã cho một công cụ rèn tạo pháp khí hạ phẩm, vậy thì cấp S sẽ cho cái gì, chẳng lẽ là pháp khí trung phẩm, trò chuyện với nghĩa muội một lúc, Lý Mộc Dương chuẩn bị đứng dậy nấu cơm, sau khi ăn xong bữa tối tiếp tục chơi game. Nhưng trước khi Lý Nguyệt Thiền đi, nàng thuận miệng thản nhiên hỏi một câu. "Nhân tiện, ca ca ngươi có biết gần đây các trưởng lão trong tông môn đều đang bận rộn chuyện gì không?" ta nhìn thấy ánh sáng bay tới bay lui trên bầu trời dáng vẻ bề bộn nhiều việc cô gái vô cùng tò mò nhìn anh trai mình quan sát phản ứng của lý mục dương lý mục dương lắc đầu cái này hắn thật sự không biết chẳng lẽ ngươi có tin tức nội bộ gì lý mục dương tò mò nhìn nghĩa muội không hiểu vì sao nàng đột nhiên nhắc chuyện này không biết có phải ảo giác hay không hắn luôn có cảm giác như cô bé này đang dò xét mình ờ hẳn là ảo giác thôi đang yên lành nàng thăm dò ta, một đệ tử ngoại môn làm gì? Ta chỉ là một linh thực phu ngoại môn, luyện khí cảnh tầng 3, bình thường mà thôi, không thể nào biết được bí mật của nội môn phải không? Có lẽ là cô gái này biết được tin tức nội tình gì đó từ Ninh Nguyễn Nhi, nên đặc biệt tới đây để khoe khoang. Quả nhiên, nghĩa muội trời cho lè lưỡi, nói, ta nghe Ninh tỷ tỷ nói, dường như biển sương mù xảy ra động tĩnh gì đó, không chỉ tông môn chúng ta bị kinh động, mà các tông môn lớn ma đạo và tiên đạo từ hồ cũng đã hành động lý nguyệt thiền chia sẻ tin tức này với lý mộc dương một cách khoa trương lý mộc dương khó hiểu chớp mắt biển sương mù hắn tìm kiếm ký ức trong đầu một lần mà trong đầu nguyên chủ nhà quê kia không biết biển sương mù là cái gì thấy lý mộc dương không hiểu lý nguyệt thiền giải thích nói chính là biển rộng biển phía đông trên vùng đất rộng lớn này của chúng ta vĩnh viễn bị sương mù trắng bao phủ mênh mông vô hạn trong truyền thuyết biển sương mù kia sẽ nuốt chửng tu sĩ người tu luyện càng mạnh thì càng dễ lạc lối khi bước vào trong nghe nói đó là biên giới của thế giới một khi tiến vào sẽ bị nghiền nát còn có truyền thuyết nói là trong biển đó có một con thú khổng lồ kinh khủng vô biên tên là ảo ảnh sương mù trên biển là do ảo ảnh phun ra nhằm mê hoặc các tu sĩ đi vào trong sương mù cũng có người nói núi tiên đảo tiên trôi nổi trên biển kia chính là thiên đình trong truyền thuyết ở phía sau sương mù đều là tiên nhân chân chính nếu tu luyện đến cảnh giới trên nhất phẩm trở thành tiên thì có thể vượt qua biển sương mù, đứng vào hàng ngũ những vị tiên trên trời. Lý Nguyệt Thiền mô tả những truyền thuyết cổ xưa kỳ lạ đó một cách sống động như thật. Lý Mục Dương thì vẻ mặt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói trên thế giới này có vô tận sương mù trôi nổi trên biển. Hơn nữa còn không thể bước vào thế giới sương mù này nếu không sẽ bị nuốt chửng. Vậy cảnh tượng ở ngoài biển thì không có người nào biết sao? Lý Mục Dương hỏi nếu như trên biển luôn có sương trắng lượn lờ, người tu luyện không thể tiến vào, người bình thường thật sự rất khó có thể khám phá đến thế giới bên ngoài sương mù. Nếu như trên biển của địa cầu cũng có sương mù trôi nổi, vậy thì sẽ không có cô lung bớt hay đại lục mới, da đầu của người anh điên cũng sẽ được an toàn. Chật từ nghĩa muội của mình, hắn đã biết thêm được một kiến thức mới về thế giới này, mở rộng tầm mắt, nhưng Lý Mộc Dương cũng không quá để ý dù sao, phía sau làng sương mù có những gì, không liên quan gì với hắn hiện tại hắn chỉ là một con tôm nhỏ luyện khí cảnh, nào có thời gian quan tâm đến tình hình chung của thế giới, tốt hơn hết vẫn là nghiêm túc chơi trò chơi. Sau khi tiễn nghĩa muội đi và ăn cơm tối, Lý Mục Dương như thường lệ ngồi xuống để luyện hóa linh khí trong cơ thể, sau đó đăng nhập vào trò chơi. Thành lạc dương tràn ngập sương mù vô tận, không khí âm u những bóng ma bay lơ lửng trong thành, lại thêm sương mù trắng khắp mọi nơi càng thêm vẻ rợ người. May mắn bên cạnh có một mỹ nhân đẹp mắt. Long thần tiên tử xinh đẹp vô song rất ít nói, nhưng chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, chính là phong cảnh đẹp nhất trong làng sương mù này. Ngươi vừa nói không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá, một câu nói rất có triết lý. Trong sương mù, sau khi hạ gục một con quỷ đáng sợ với thanh máu trên đầu, Long thần tiên tử vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, nói ra câu cảm thán như vậy. Cô gái này chọc một lần mới chịu nhúc nhích một cái, chỉ khi Lý Mộc Dương hỏi nàng điều gì đó, nàng mới lạnh lùng trả lời một câu nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ động lên tiếng lý mục dương vốn đang bận thu thập quả cầu oán linh trên mặt đất nghe được long thần tiên tử chủ động nói chuyện với mình vẻ mặt rất kinh ngạc a à, hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía long thần tiên tử bên cạnh hoài nghi chính lỗ tai của mình nghe nhầm rồi cô gái này thế mà chủ động nói chuyện với hắn rồi lại thấy long thần tiên tử nói nhưng thực ra đây là một lời ngụy biện rất triết lý lại tựa như ẩn dấu ác ý lúc này Lý Mộc Dương đã tin chắc Long Thần Tiên Tử quả thực chủ động nói chuyện với hắn. Trước đó, hắn đổi nhiều góc độ khác nhau để bắt chuyện, cố gắng tìm hiểu cốt truyện, nhưng vị Long Thần Tiên Tử này đối với hắn cực kỳ lạnh lùng. Nhưng không ngờ rằng vừa rồi chỉ thuận miệng nói một câu, lại khiến cô gái này quan tâm đến vậy. Đầu óc Lý Mộc Dương xoay chuyển thật nhanh, mỉm cười cất kỹ quả cầu oán linh rồi đứng lên. Lời này quả thực là ngụy biện, một cuộc tranh cãi giữa hai vị hiền triết đã khuất khi du lịch ở Hạo Lương. Trang tử và Huệ tử du lịch ở Hạo Lương. Trang tử nói, cá bơi lội thông dong, đó là niềm vui của cá. Huệ tử nói, nhữ không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá. Lý Mộc Dương đọc lại đoạn văn đã học trong sách giáo khoa cấp 2 cho Long Thần Tiên Tử nghe. Khi nghe xong đoạn văn này, Long Thần Tiên Tử hơi ngẩn ra. Sau đó vị Long Thần Tiên Tử lạnh lùng xa cách này đột nhiên thốt một tiếng, bật cười. Hai vị triết học, một người siêu phàm thoát tục, không câu nệ ngoại vật một người tìm kiếm sự thật biện luận giảo hoạt thực sự thú vị long thần tiên tử vốn luôn xa cách lãnh đạm lúc này lại mỉm cười dù không thể nhìn thấy nụ cười của nàng trong sương mù nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng và dáng vẻ hớn hở của nàng cũng khiến người ta có cảm giác kinh diễm hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh câu thơ này được lấy trong bài thơ trường hận ca nổi tiếng của bạch cư dị kể về mối tình giữa đường huyền tông và dương quý phi Khoảnh khắc nàng mỉm cười, dường như toàn bộ sương mù ở Thành Lạc Dương đều trở nên sáng sủa. Lý Mộc Dương trừng mắt nhìn, suýt chút hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ. Long thần tiên tử, người lúc trước hắn tìm đủ mọi cách để bắt chuyện nhưng vẫn không phản hồi, lần này lại mỉm cười, nhưng trong lời nói này có chút hài hước nào sao, hắn không hiểu nổi. Lý Mộc Dương không hiểu được tiếng cười của vị tiên tử này. Nhưng Long thần tiên tử lại tò mò nói, hai vị hiền triết này thú vị như thế, không tầm thường nhưng ta chưa từng nghe đến tên của họ, còn có những câu chuyện khác của họ sao?" Lý Mộc Dương suy nghĩ một lát. Bây giờ là cuối thời Đông Hán, Trang Tử và Huệ Tử ở thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng Long thần tiên tử lại chưa từng nghe nói đến hai người này, khá lắm. Long thần tiên tử này là người mù chữ, thế mà ngay cả Trang Tử tiếng tâm lần lẫy cũng không biết, nhưng mù chữ cũng không sao, những thứ Lý Mộc Dương biết cũng không nhiều. Nếu như nàng không mù chữ, ngược lại Lý Mộc Dương không có biện pháp nào khác. Long thần tiên tử mù chữ này cảm thấy hứng thú với các triết gia trong lịch sử, vậy thì Lý Mộc Dương Thuận theo sở thích, tâm sự triết học cùng nàng ấy. Tri thức trong bụng hắn cũng không có bao nhiêu, nhưng chia sẻ hết cho Long thần tiên tử, hẳn là đủ để khiến vị Long thần tiên tử này hài lòng. Lý Mộc Dương một lần nữa kể lại những câu chuyện về trang tử mà mình biết. Trang tử nằm mơ thấy bướm, là ta hóa thành bướm, hay bướm hóa thành ta, còn có cái gì đồng cam cộng khổ, bắt chước người khác, đầu bếp hiểu ngưu, thuộc giết rồng, Trang Tử quả thực là một chuyên gia về thành ngữ. Mặc dù những câu chuyện này của Trang Tử lẽ ra đã quen thuộc với mọi người thời Đông Hán, dù sao thì chúng đều là thành ngữ, người hơi có chút văn hóa hẳn là đã nghe qua. Nhưng Long thần tiên tử Mù chữ chưa từng nghe nói đến dù chỉ là một cái, giữ vững danh hiệu Mù chữ. Từng câu chuyện lý một dương kể, nàng đều nghe say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Mỗi khi nghe xong một câu chuyện, nàng sẽ tò mò và nghiêm túc nghiền ngẫm đồng thời suy nghĩ về triết lý trong đó nguyên bản long thần tiên tử lạnh lùng xa cách thế mà lúc này lại đổi khách thành chủ bắt đầu đuổi theo lý mục dương liên tục đặt câu hỏi và trò chuyện sự tò mò mãnh liệt không ngừng khát khao tri thức của nàng cùng những đối thoại và vấn đề trả lời không xuể khiến lý mục dương bắt đầu hoài nghi nhân sinh nghi ngờ chính mình mới là mục tiêu bị tiến công cô gái này đảo ngược thiên cương người mới là nhân vật trò chơi bị chinh phục đối mặt với long thần tiên tử tò mò liên tục hỏi và nói chuyện Lý Mộc Dương hơi khó chống đỡ. Tiên tử này trước đây lạnh lùng như khối băng, sao bây giờ lại nhiệt tình, mạnh mẽ như vậy, tiên tử, ngươi không thể dè dặt chút sao, trong nóng ngoài lạnh, ở đây chơi trái ngược với ta đúng không? Lúc này Lý Mộc Dương chỉ cảm thấy may mắn vì kiến thức học được trong sách không có trả lại cho giáo viên. Với kinh nghiệm đọc hiểu và lượng tri thức ở kiếp trước làm cơ sở, đối mặt với vị tiên tử mù chữ giống như đứa trẻ tò mò này, Lý Mộc Dương cũng xem như đứng vững, không có rụt rè. Long thần tiên tử đưa ra rất nhiều lời nói và câu hỏi, Lý Mộc Dương đều có thể miễn cưỡng trả lời cho tròn hoặc là đánh lừa bỏ qua. Nếu thật sự không tròn được hay lừa gạt không qua, Lý Mộc Dương sẽ trực tiếp đổi chủ đề, nói sang chuyện khác. Dù sao thì một chữ, tử, của thời kỳ Xuân Thu, tất cả đều là bậc thầy triết học, tùy tiện ném ra một vài chủ đề, cũng đủ khiến tiên tử mù chữ này suy nghĩ nửa ngày tiên tử mù chữ cũng không hổ với danh xưng mù chữ ngoại trừ trang tử và huệ tử nàng cũng hoàn toàn không biết gì về những danh nhân lịch sử khác như khổng tử lão tử mạnh tử hàn phi tử lý mục dương vừa đánh quái vừa giải quyết những câu hỏi và sự tò mò vô tận của vị tiên tử mù chữ chỉ cảm thấy đầu như nổ tung vốn đau đầu về việc làm thế nào để bắt chuyện tìm ra cốt truyện ẩn giấu trên người long thần tiên tử nhưng hiện tại long thần tiên tử quá chủ động nhiệt tình ngược lại khiến Lý Mộc Dương đối phó có chút mệt mỏi. Rõ ràng là một trò chơi đánh quái thăng cấp, Lý Mộc Dương chơi nó thành lớp ngữ văn tiểu học. Vị tiên tử mù chữ nhiệt tình lại tò mò ngây thơ này cảm thấy hứng thú với tất cả các chủ đề mà Lý Mộc Dương nói đến, suốt hành trình không ngừng liếu lo, luyên thuyên đặt câu hỏi. Hai người vừa nói chuyện vừa đánh quái, lúc đi đường đang nói chuyện, lúc đánh quái cũng đang nói chuyện. Giờ khắc này, tất cả ma quỷ trong thành dường như đã trở thành nhân vật ngoài lề cũng may những quái vật này không có trí tuệ không biết nói chuyện nếu không ít nhiều gì cũng sẽ mắng vài câu cẩu nam nữ các ngươi tôn trọng ta một lần có được hay không đời thuở nhà ai lúc đánh quái lại trò chuyện triết học khổng tử ở trên sông nói rằng thời gian trôi qua như dòng sông ngày đêm không ngừng trời đất cùng ta sinh ra mà vạn vật cùng ta làm một lời nói thật hay đây cũng là trang tử nói đúng không không hổ là Trang Tử đã nói ra, thiên đạo vô thường, nước là thiện nhất. Nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, câu nói này thực sự là, ừm, tiên sinh, sao ngài không nói? Ta nói sai gì sao? Long thần tiên tử tò mò không gì sánh được, kinh ngạc hỏi Lý Mục Dương. Thậm chí giọng điệu của nàng còn có chút thận trọng, tựa như sợ Lý Mục Dương trách cứ. Lý Mục Dương, người đang bận nhặt quả cầu oán linh, ngẩng đầu lên nhìn trời, yên lặng thở dài đừng gọi ta tiên sinh. Ngươi mới là tiên sinh của ta, ta sợ ngươi rồi, sao lời nói và vấn đề nhiều như thế, tiên tử mù chữ này có khả năng tư duy rất mạnh, còn có thể suy luận từ một ra ba. Thậm chí bây giờ có thể đoán ra câu nào do ai nói từ phong cách nói chuyện, tiên tử thông minh như vậy, sao lại trở thành người mù chữ, đối mặt với sự truy hỏi liên miên không ngừng của long thần tiên tử, Lý Mộc Dương bị hỏi đến kiệt sức cả về tinh thần và thể chất. Mặc dù vị tiên tử này mù chữ, nhưng những vấn đề nàng đặt ra thực sự rất sâu sắc rất nhiều câu hỏi thậm chí còn nhắm thẳng vào cốt lõi khiến lý mộc dương người có nền tảng kiến thức độc hiểu phong phú cũng khó mà chống đỡ tiên tử thông minh cơ trí như vậy sao lại trở thành người mù chữ rõ ràng đang ở đô thành phồn vinh nhất vào cuối thời đông hán lại không biết gì về những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử không có chút tri thức dự trữ nào chẳng lẽ nàng không tiếp xúc được với thế giới bên ngoài nghĩ đến đây trong lòng lý mộc dương khẽ động đây hẳn là một cốt truyện ẩn giấu Long thần tiên tử bị vây ở trong thành, không cách nào tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tiên tử thông minh như nàng, nếu như có thể tiếp cận với thế giới của người sống, không thể nào biến thành mù chữ. Mà theo dòng suy nghĩ này nhìn lại, Thành Lạc Dương, nơi ở của Long thần tiên tử, cũng có chút kỳ lạ. Nói rằng đây là đô thành đại hán vào cuối thời Đông Hán, nhưng cư dân trong thành lại giống như quỷ, khắp nơi hiện ra vẻ bất thường. Thành trì oán khí âm u này khiến Lý Mộc Dương nhớ đến một trò chơi kinh dị kinh điển. Silent Hill, Silent Hill có sự phân biệt giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Chẳng lẽ thành trì quỷ dị nơi ở của Long Thần Tiên Tử này, thật ra là thế giới khác trong thành Lạc Dương, Long Thần Tiên Tử vẫn luôn ở trong thế giới này, không tiếp xúc với thế giới thực ở bên ngoài, cho nên mới biến thành mù chữ. Nghĩ tới đây, mắt của Lý Mộc Dương đảo một vòng, trước tiên lưu lại, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề từ triết học sang hiện thực. Tiên tử ngươi đã ở trong thành này bao nhiêu năm? Lý Mộc Dương mở miệng hỏi thăm nếu trước đó lý mộc dương hỏi vấn đề này long thần tiên tử chắc chắn sẽ không trả lời hắn nhưng bây giờ long thần tiên tử do dự một chút sau đó trả lời câu hỏi của lý mộc dương trong sương mù không biết năm tháng nhưng ta nghĩ đã mấy ngàn năm rồi long thần tiên tử nói một cách không quá chắc chắn tiên sinh là người đầu tiên đặt chân vào thành này trong mấy ngàn năm qua lý mộc dương lại hỏi vậy vì sao tiên tử không rời khỏi thành này lý mộc dương nói xong câu này long thần tiên tử trầm mặc Cảm xúc có vẻ hơi suy sụp. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.